Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Bảy TV. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tham quan cái vườn sim Thành Long nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Đây là mình vào bên trong cái cửa hàng, cái nhà hàng để trưng bày các bạn. Bên đây là có những cái hàng tủ kệ trưng bày rất là nhiều loại gỗ luôn nha. Đây là gỗ sim này. Đây là gỗ hải mã. Nó nhiều loại gỗ lắm nha. Gỗ hải mã 480.000 đồng một chai nè. Rồi đây là mật sim 600ml 200.000 đồng một chai. Rồi đây nữa nè các bạn nè. Đây là gỗ sim 39 độ. Rất là nhiều loại gỗ các bạn. Rồi giờ anh đang đến các bạn ơi. Bên đây mọi người đang thử gụ nè, đang nó xem. Mọi người đều thử hàng còn miễn phí nha các bạn. Quay lại được khoảng cách chứ. Bên đây có gụ nữa nè các bạn. Đa số ở đây là các sản phẩm đều làm từ cái sim các bạn. Cái sim thì nó cũng giống như cái trái mưa của mình đây. Đây là bán gỗ ipo nha các bạn. Đây mọi người đang thử gỗ. Đây là mật sim. Mật sim nữa. Ở đây có cái trống to. Rồi bên đây có các loại gỗ được trưng bày rất đẹp nha. Này gỗ mà làm được cái thùng có chiếc xe có ngựa kéo như này là đẹp các bạn. Bên ngoài đây mọi người đang mua sắm quá trời các bạn. Đó xem đây là cái gì thấy này. Đây cái bánh gỗ. Không thầy ơi. Thank you.
sau khi tham quan bên trong xong rồi mình ra ngoài vườn này các bạn. Đây là vườn này người ta trồng rất là nhiều cây xiêm nha. Ở đây thì trong ngày người ta làm cảnh thôi, trồng ít cây làm cảnh. Còn ngoài kia là nguyên một khu vườn bạt ngàn luôn các bạn. Đây là các bạn thấy cây xiêm trái mát rồi. Này trái còn nhỏ thôi. Cũng có một số trái già các bạn. Ngày xiêm này còn non nha, trái nhỏ. Nhưng mà nó chưa chín. Đây là có trái này nó già là nó chín chín rồi, nó có màu tím tím đó các bạn. Rồi mình đi về tiếp tục ra phía sau tham quan các bạn. Đây là trồng cũng nhiều cây lắm luôn nha. Trái quá trời trái luôn. Đây các bạn thấy không? Nguyên chùm chùm trái luôn. Trái này như là điều nhiều cây. Và ở phía sau người ta có một cái tòa nhà người ta xây cái kiểu theo phong cách châu Âu các bạn. Đây là tòa nhà của chỗ cụ Sim Thành Long nè. Cái này chắc người ta xây nhà để người ta ở. Rồi bên dưới người ta làm những cái hầm để người ta chứa gù các bạn. Tòa nhà rất là to lớn và vĩ đại ha. Xây giống như là một cái lâu đài theo phong cách của châu Âu. Mình đi dài dài mình quay nè các bạn. Ở phía trước có chiếc xe cổ ha. Rồi có công viên hoa. Các bạn coi là kiến trúc này rất là đẹp luôn. Đây mọi người đang chụp hình quá trời. Cái này mới vừa xây dựng xong, thấy còn mới và đẹp lắm các bạn. Đây ở phía trước hành lang có tượng của bốn người giống như đang đội trên đầu cái gì. Xung quanh thì xây dựng theo nét kiến trúc của châu Âu, những cái cửa sổ và những cái nét chạm trổ điêu khắc hoa văn rồi hình ảnh nó rất đẹp các bạn. Dán đá rồi đẹp lắm. Cái tòa nhà này biết bao nhiêu cái cửa mà nó cửa sổ các bạn, nhìn quá trời luôn. Xây tròn mái tròn. Rồi mình tiếp tục mình đi xuống đây các bạn. Ngoài này là ngoài vườn, ở phía sau là vườn các bạn. Đi cho biết tôi nói thật với bạn chưa. Trồng quá trời nhiều luôn, nguyên vườn luôn các bạn. Đây mình đi quay xung quanh cái tòa nhà, chúng ta thấy rất đẹp. À, ở dưới này là cái gì đây? À, cái hầm gụ các bạn. Đây là cái hầm gụ của anh ta nha. Có hai cái chú lính làm bằng tượng đồng nè, gác cửa nè, tay cầm cái giáo nè, tay cầm vũ khí. Đây hầm gụ nha các bạn. Đây có cửa nè. Rất đẹp nha, thiết kế rất đẹp.